Chào mừng tất cả mọi người đã đến với đỉnh Vũ Z900. Sáng nay thì mình có một anh khách qua mua combo mũ Yowi 9-1, nên là mình quay lại nhanh để giới thiệu cho mọi người. Đầu tiên là cảm ơn anh đã qua ủng hộ em và giúp em quay video này. Cái mũ Yowi 9-1 mà anh ấy mua là màu đen bóng, và anh ấy muốn độ thêm một cái bộ đề can, đó là bộ đề can AGV màu vàng. Ngoài ra thì còn độ thêm một cái kính màu gương vàng và đuôi gió Bista nữa. Cái mũ Yowi 9-1 nguyên zin của nó thì nó sẽ không có đuôi gió mọi người ạ, và nó có hai kính, bên ngoài là một kính trong suốt và bên trong là một kính đen. Nhưng anh ấy vẫn muốn độ thêm một cái kính màu để cho cái mũ nó thể thao hơn, nó đẹp hơn, nó hợp với bộ tem và đi ban ngày trời nắng cực kỳ tốt luôn. Cái bộ tem AGV màu vàng này thì còn có cả AGV màu xanh GB, AGV màu đỏ, và bất cứ màu sắc nào mà các bạn thích thì các bạn cứ nhắn tin cho mình sẽ tùy biến theo sở thích của mọi người nhé. Bên mình đang có ưu đãi trong tháng 7 năm 2022, giảm tới 70% giá bộ tem đề can và 70% cái đuôi gió Bista này khi các bạn mua cùng mũ. Còn đồ kính màu thì các bạn sẽ được giảm 30%. Rất nhiều ưu đãi đang chào mọi người đấy. Bạn nào cần mua thì cứ inbox cho mình mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này. Đừng quên chia sẻ ủng hộ mình mọi người nhé.